Danh sách tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik chảm loạt cho các người tiền nhiệm. Một số cái tên gây tranh cãi thời huấn luyện viên Chelsea nhiều khả năng sẽ không được ông Kim Sang-sik gọi trở lại đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, lúc 14 giờ ngày 27 tháng 5, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ công bố danh sách hội quân của đội tuyển Việt Nam trong tháng 6 năm 2024. Danh sách sắp được nhà cầm quân người Hàn Quốc công bố sẽ có khoảng 30 cái tên. Cách đây không lâu, một số nguồn tin cũng đã tiết lộ số ít cái tên xuất hiện trong bản danh sách này. Những gương mặt kỳ cựu như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Philip, Văn Toàn, Tiến Linh, Tuấn Hải, Hoàng Đức, Quang Hải hay Quế Ngọc Hải vẫn được huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn. Trong khi thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng trung vệ Trần Đình Trọng dù đang chơi ấn tượng tại V-League nhưng lại không có tên. Đáng chú ý, những cầu thủ con cưng của huấn luyện viên Chelsea như Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng hay Đình Bắc được cho là không có tên trong danh sách lần này vì nhiều lý do khác nhau. Kể từ khi ký hợp đồng với VFF, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã rất tích cực dự khán các trận đấu tại V-League để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam. Vị chiến lược gia họ Kim được cho là đã chấm khá nhiều cầu thủ mới cho đội tuyển quốc gia. Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hội quân từ ngày 1 tháng 6 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tại đây, đoàn quân áo đỏ sẽ có khoảng 6 ngày để tập luyện trước khi bước vào cuộc đọ sức với Philippines vào ngày 6 tháng 6. Đáng chú ý, màn so tài với Philippines trên sân Mỹ Đình cũng là trận ra mắt đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang-sik qua rồi sút tình thương. Huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam trong tuần này với những gương mặt xứng đáng nhất thay vì có những suất được chọn vì thân quen như trước kia. Thưa quân anh, quân tôi, về cơ bản, danh sách tuyển Việt Nam từ trước đến nay vẫn luôn được coi là cuộc sàng lọc kỹ lưỡng nhất nhằm đảm bảo thành tích cho mỗi huấn luyện viên ở các giải đấu khác nhau. Nói như thế chẳng có nghĩa mỗi khi danh sách tuyển Việt Nam được công bố không có lời bàn ra. Tán vào với sự lựa chọn đôi khi cảm tính hay dựa trên sự thân quen từ các huấn luyện viên. Điều này từng xảy ra dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng kéo sang đến ông Park Hang-seo lẫn Chelsea với các lựa chọn đôi khi không hẳn dựa trên phong độ chuyên môn mà chỉ đơn giản quen thuộc. Cụ thể hơn, thời huấn luyện viên Hữu Thắng các cầu thủ có xuất phát từ lò xứ nghệ luôn đóng vai trò quan trọng bậc nhất. Hay khi ông Park Hang-seo dẫn dắt, liệu các cầu thủ nhà bầu Đức luôn được ưu tiên bất chấp phong độ thậm chí năng lực. Rồi tới gần nhất, huấn luyện viên Chelsea lựa chọn bộ khung cứng cho tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam dựa trên nhóm các cầu thủ từng là học trò cũ ở U19 trước kia chẳng hạn. Nhưng giờ sẽ khác. Danh sách tuyển Việt Nam tham dự hai trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik đang được người hâm mộ quan tâm. Tân thuyền trưởng người Hàn Quốc gọi những ai thì còn là bí ẩn, nhưng một điều chắc chắn rằng ông Kim Sang-sik sẽ không lấn cấn chuyện thân sơ khi điền tên các cầu thủ vào danh sách ở đợt tập trung đầu tiên dưới triều đại của ông vào đầu tháng 6 tới. Kể cả khi có sự tư vấn từ huấn luyện viên Park Hang-seo thì sự lựa chọn nhân sự vẫn thuộc thẩm quyền từ ông Kim Sang-sik. Với các cầu thủ hợp về chiến thuật mà vị thuyền trưởng này sử dụng cho tuyển Việt Nam chơi thay vì phải chọn người quen. Vì điều này nên khả năng cao bên cạnh những cựu binh trước đây đang thể hiện tốt tại V-League. Tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam rất dễ gây bất ngờ cho tất cả bằng các cầu thủ mới dựa trên phong độ, năng lực. Tuyển Việt Nam có mạnh hơn hay không thì phải đợi vào tài năng, con mắt có tin tưởng của ông Kim Sang-sik. Tuy nhiên chắc một điều ở đợt tập trung đầu tiên sẽ chẳng có bất cứ sự ưu ái nào lên từ đây, tạo ra một cuộc cạnh tranh sòng phẳng. Minh bạch nhất thay vì lấn cấn bởi một số suất tình tưởng trước kia. Vòng 21 V-League 2023-2024, Công an Hà Nội hụt hơi, năm đỉnh ngược dòng trước Thanh Hóa. Tại vòng 21 V-League 2023-2024, năm đỉnh có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Thanh Hóa. Trong khi đó, Công an Hà Nội để thua trước Thể Công Viettel ngay tại hàng đấy. Năm đỉnh ngược dòng trước Thanh Hóa. Sau hai trận thua liên tiếp, Nam Định có chuyến làm khách khó khăn trước Thanh Hóa. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục bảo vệ vị trí đầu bảng cũng như duy trì khoảng cách với các đội xếp phía sau. Tuy nhiên, Thanh Hóa thi đấu trên sân với kỷ luật cao và chiến thuật hợp lý khiến đội khách gặp khó khăn ngay từ việc triển khai lối chơi từ sân nhà. Phút thứ 15, trung vệ Lucas Alves chuyền về bất cần để Lâm Tý Phong có bóng đi thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại Nguyên Mạnh. Sau bàn thua, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp khá nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của Thanh Hóa. Phút thứ 38, sau tình huống Rui Mario bỏ lỡ cơ hội từ quả phạt góc của Thanh Hóa, Lâm Tý Phong đánh đầu chiến thuật để Thanh Long ập vào đệm bóng gần thành tung lưới Nam Định. Trước khi hiệp một khép lại, Rafaelson có tình huống khống chế bằng ngực trước khi thực hiện pha bắt vô lê đẹp mắt đánh bại thủ môn Thanh Thắng. Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thay đổi người khi Hồng Duy và Tô Văn Vũ vào thay Văn Vĩ và Văn Kiên. Phút thứ 52, Rafaelson tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi chấp cơ hội dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm gỡ hòa 2-2 cho đội khách. Chưa dừng lại ở đó, Rafaelson tiếp tục tạo ra cơn ác mộng cho hàng phòng ngự Thanh Hóa khi bật cao đánh đầu hiểm hóc hoàn tất cú hat-trick cho Nam Định. Phút thứ 80, Andrio có tình huống kiến tạo ấn tượng để Rafaelson băng xuống dứt điểm đánh bại Thanh Thắng trong pha đối mặt. Cũng chỉ 4 phút sau đó, Andrio tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Thanh Hóa để có bóng xâm nhập vòng cấm bị thủ môn Thanh Thắng cản phá.
Rafaelson có mặt đúng lúc để dứt điểm ấn định tỷ số lên 5-2 cho Nam Định. Ở một trận diễn ra cùng giờ, Bình Định có chiến thắng 2-1 trước Khánh Hòa. Trong khi đó, trận đấu sớm diễn ra giữa Sông Lam, Nghệ An và B. Bình Dương đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ sân Vinh. Công an Hà Nội thua thể Công Viettel. Nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội có chuỗi trận gây thất vọng khi ở hai trận gần nhất đều thua trong các chuyến làm khách tới sân của B. Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Trần Tiến Đại đi tìm chiến thắng để tiếp tục bám đuổi đội bóng đầu bảng là Nam Định khi đối đầu với thể Công Viettel. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Công an Hà Nội đề cao đội hình tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số sớm nhưng gặp phải sự chắn chắn nơi các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Thậm chí, Công an Hà Nội đã phải nhận bàn thua sớm ở phút thứ 13 khi từ tình huống phản công nhanh, thể Công Viettel đã mở ra cơ hội cho Pedro. Henry Que và cầu thủ này đã tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ câu lạc bộ Công an Hà Nội để ghi bàn. Bàn thắng sớm giúp thể Công Viettel thi đấu tốt hơn so với đối thủ và bàn thắng thứ hai đến với đội khách. Phút thứ 26, Văn Khang tạt bóng chuẩn xác để Pedro Henry Que dứt điểm trong vòng cấm tung lưới thủ môn Nguyễn Philip. Bước vào hiệp 2, Công an Hà Nội tiếp tục chủ động đề cao đội hình tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Chỉ sau 2 phút bóng lăn, Công an Hà Nội có được bàn thắng đầu tiên vào lưới thể Công Viettel. Từ quả tạt từ cánh trái, Jefferson chọn vị trí tốt để đánh đầu tung lưới thể Công Viettel. Bàn thắng gỡ hòa giúp Công an Hà Nội tự tin triển khai bóng tấn công về phía đối thủ. Những cơ hội nguy hiểm đã đến nhưng các chân sút của trên hàng công không thể tận dụng tốt cơ hội. Ở những phút cuối cùng, thể Công Viettel có những tình huống phản công chất lượng nhưng cũng không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hải Phòng tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nhiệm đã có chiến thắng 3-2 trước đối thủ để lọt vào top 5. Ngoại binh tỏa sáng, thể Công Viettel đánh bại Công an Hà Nội tại vòng 21 V-League 2023-2024 trên sân hàng đấy. Trận đấu bí thủ đấu giữa Công an Hà Nội và thể Công Viettel kết thúc với chiến thắng nghiêng đội bóng áo lính với tỷ số 2-1. Trên khán đài sân hàng đấy có sự có mặt của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam là ông Kim Sang Sích cùng huấn luyện viên Manu Bolking. Nhằm thể hiện khả năng của mình, các cầu thủ Công an Hà Nội nhập cuộc với đầy quyết tâm. Ngày phút thứ 10, nhận bóng từ chân Hồ Tấn tại bên cánh phải. Văn Thanh tạt một chạm vào vòng cấm để Giàu Vên đánh đầu đưa bóng đi khó chịu nhưng thủ môn Thế Tài chơi rất cảnh giác. Dù Công an Hà Nội chủ động dâng lên tấn công ngay từ những phút đầu trận, nhưng thể Công Viettel mới là đội có được bàn thắng mở tỷ số. Đến phút thứ 13, tận dụng sai lầm của hàng thủ Công an Hà Nội, Pedro Henry Que đã băng lên ghi bàn trong thế đối mặt thủ môn Nguyễn Philip. Qua đó, mở tỷ số 1-0 cho câu lạc bộ thể Công Viettel. Và chỉ mất thêm 10 phút, Pedro tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm một chạm đưa bóng bay thẳng vào lưới câu lạc bộ Công an Hà Nội, khiến Nguyễn Philip phải vào lưới nhặt bóng lần hai trong cú đúp của Pedro. Sang đầu hiệp 2, huấn luyện viên tạm quyền Trần Tiến Đại đã có sự điều chỉnh về nhân sự. Ngay lập tức, cầu thủ vào sân thay người Jefferson đã tỏa sáng giúp Công an Hà Nội có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trước Viettel. Ở những phút cuối trận, không có bất ngờ nào xảy ra. Chung cuộc, Công an Hà Nội thua 1-2 thể Công Viettel. Theo kế hoạch, vị chiến lược gia sở hữu hai quốc tịch Đức và Brazil là ông Manu Bolking sẽ chính thức ra mắt ở vòng đấu kế tiếp khi Công an Hà Nội đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 30 tháng 5. Thể Công Viettel đang có chuỗi trận bất bại ấn tượng để vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2023-2024 với 30 điểm. Trong khi đó, Công an Hà Nội đang có 31 điểm ở vị trí thứ 6. Công an Hà Nội FC rơi xuống thứ 6. Tối ngày 26 tháng 5, trận derby thủ đô giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội khách. Trên sân hàng đấy, sự tỏa sáng của ngoại binh Pedro Henry Que giúp đội khách Thể Công Viettel dẫn trước 2-0 chỉ sau 26 phút bóng lăn. Đầu tiên, phút 13, tiền đạo Brazil bứt tốc kỹ thuật loại bỏ hàng thủ chủ nhà mở tỷ số trận đấu. Đến phút 26, Văn Khang đi bóng quyết tâm bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Pedro Henry Que dứt điểm một chạm nhân đôi cách biệt. Việc để thua sớm hai bàn khiến câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn. Tuy đã rất nỗ lực trong quãng thời gian còn lại, nhưng đội chủ nhà chỉ gỡ được một bàn ở đầu hiệp hai do công Jefferson. Kết quả này khiến câu lạc bộ Công an Hà Nội trải qua trận thua thứ 3 liên tiếp tại V-League. Sau 21 vòng, nhà đương kim vô địch có 31 điểm và lúc này đã rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Nam Định 11 điểm. Trong khi đó, thể Công Viettel tiếp tục hồi sinh với 3 chiến thắng liên tiếp. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Đức Thắng có 30 điểm, đứng thứ 7. Ở vòng 22 tới, Công an Hà Nội FC sẽ làm khách tại Hà Tĩnh ngày 30 tháng 5. Đây là trận đấu tân huấn luyện viên Manu Bolking chính thức ra mắt. Các cổ động viên đội bóng ngành Công an kỳ vọng chiến lược gia này sẽ giúp đổi vận với một chiến thắng. Trong khi đó, thể Công Viettel sẽ tiếp Hải Phòng ở hàng đẫy vào ngày 30 tháng 5. Nhiều ngôi sao châu Âu từ chối khoác áo đội tuyển Philippines đấu Việt Nam ở vòng loại World Cup. Philippines vừa công bố danh sách chính thức tham dự trận Việt Nam và Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Nhiều ngôi sao châu Âu đã từ chối lời kêu gọi phục vụ đội tuyển quốc gia của huấn luyện viên Tom Sefiet.
Trong bản danh sách 28 người chuẩn bị cho cuộc đối đầu tại Mỹ Đình vào mùng 6 tháng 6, không ít cầu thủ đã không có mặt. Trước đó, huấn luyện viên Tom Seifert vẫn chờ đợi số cầu thủ này hồi âm, nhưng đến hôm nay, ông phải chốt danh sách mà không có một vài gương mặt trong số họ. Đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của Raphael Oppermeier, cựu cầu thủ Bayern Munich. Hậu vệ 28 tuổi này đang khoác áo Paderborn ở giải hạng nhì Đức. Anh được định giá 1,2 triệu euro là cầu thủ đắt giá nhất ở đội hình hiện tại của đội tuyển Philippines. Nhưng anh không xuất hiện. Vắng đi Oppermeier, Philippines đặt niềm tin vào cầu thủ 18 tuổi Santiago Rubico. Đây là thành viên đội trẻ Atletico Madrid, cũng đá hậu vệ cánh phải. Trong trận lượt đi gặp Việt Nam, Santiago Rubico đã phần nào thể hiện được năng lực. Anh đặc biệt gây ấn tượng ở tốc độ. Vì vậy, cầu thủ gốc Tây Ban Nha này hoàn toàn có thể gây ra khó khăn cho hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ nhập tịch khác của đội tuyển Philippines hầu như chỉ có chất lượng trung bình. Trong số 6 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu gồm Neil Etheridge, Birmingham, Anh, Dylan Diman, Jai Tourism, Bỉ, Pontabinas, Vava Vukova, Croatia, Ederson Uvelvic, Levenger, Na Uy và Scott Good, Torsberg, Na Uy, có lẽ Neil Etheridge là cái tên chất lượng nhất. Anh hiện thi đấu ở giải hạng nhì Anh, trong khi số còn lại đang thi đấu cho những câu lạc bộ hạng rất thấp. Nhìn chung, với lực lượng khiêm tốn, thi đấu ở nước ngoài nhưng ở các đội bóng có trình độ thấp, Philippines vẫn bị đánh giá khó gây ra bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam trong lần gặp nhau vào mùng 6 tháng 6 tới. Giá vé trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Philippines cao nhất 600.000 đồng mỗi vé. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có thông báo về kế hoạch bán vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo đó, sẽ có 4 mệnh giá vé gồm 600.000 đồng mỗi vé, 450.000 đồng mỗi vé, 300.000 đồng mỗi vé và 200.000 đồng mỗi vé tương ứng với các vị trí ngồi khán đài A, B, C, D trên sân. Theo thông báo từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Philippines trên sân vận động Mỹ Đình sẽ được bán thông qua ứng dụng Vinit. Từ 9 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2024 đến 24h00 ngày 30 tháng 5 năm 2024, hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước, người hâm mộ sử dụng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu khi đặt vé. Vé đã đặt được chuyển phát bằng dịch vụ của VNP Bưu điện Việt Nam tới địa chỉ đăng ký. Thời gian nhận vé dự kiến từ ngày 30 tháng 5. Khi nhận vé, người mua cần có bản gốc CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu để đối chiếu. Đối với các bưu gửi không phát được tại địa chỉ nhận, sẽ được trả duy nhất ở địa chỉ của Bưu cục Việt Nam Post tại Bưu điện Hà Nội, Quy. Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 8 giờ đến 17 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2024. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào mùng 1 tháng 6 tới. Để chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, gặp Philippines trên sân nhà vào ngày mùng 6 tháng 6 và gặp Iraq trên sân khách vào ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lần lượt ký hợp đồng với trợ lý huấn luyện viên trưởng Choi Won-kwon, các trợ lý huấn luyện viên gồm Lê Đức Tuấn, Danh Minh và huấn luyện viên thủ môn Ngô Việt chung đồng hành cùng với huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik trong các chiến dịch sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh các trợ lý về chuyên môn, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cũng sẽ có sự hỗ trợ từ đội ngũ trợ lý phụ trách các công việc khác nhau như thể lực, y tế, chuyên gia phân tích, kỹ thuật, hậu cần, phiên dịch.